Đầu năm 2019, tiến sĩ Phan Quốc Việt nảy ra ý tưởng đưa những em nhỏ có khả năng tập trung tốt và tự chăm sóc được cho bản thân tham gia một khóa tu tại ngôi chùa ở Vĩnh Phúc. Mỗi ngày, các em thức dậy vào lúc 5 giờ 30, tự dọn dẹp giường ngủ và vệ sinh cá nhân rồi mới bắt đầu giờ học vận động. Các em được khởi động bằng những bài yoga cười để thanh lọc cơ thể, thoải mái tinh thần. Sau đó các em tập luyện thiền rung động để trị tăng động. Hệ bài tập thiền rung động không cần xâm lấn, không dùng thuốc, gồm các bài tập đơn và phức tạp. Đôi bóng, đôi chai, tung bóng, đứng và đi trên bóng, con lăn, đi xe đạp một bánh, thuyết trình, hát. Sự phát triển kỹ năng vận động là một yếu tố quan trọng trong sự phát triển toàn diện của mỗi trẻ. Thông thường vận động được chia làm hai loại là vận động thô và vận động tinh. Ở Tâm Việt bổ sung thêm 3 bậc vận động tinh phức tạp, chuyển động nghệ thuật và chuyển động nghệ thuật đỉnh cao. Tâm Việt quan niệm, tự kỷ là tật, tật phải tập, kỹ năng vận động là kỹ năng được dành phần lớn thời gian tập luyện cho trẻ, thông qua hệ thống các bài tập thiền rung động. Hành trình giúp trẻ tự kỷ tìm lại một cuộc sống bình thường rất gian nan, nhưng đã có những tín hiệu, kết quả khả quan để hy vọng. Trong thời gian tu, giờ nghỉ trưa, các em cùng ăn cơm tập thể, ở nhà ăn và thay phiên nhau rửa bát. Mỗi ca 2 bạn, công việc hầu hết đơn giản và dễ làm, nhưng cũng là cách dạy các con cách tự phục vụ mình. Những bài nhạc thiền nhẹ nhàng được bật 24/24, kể cả thời gian ăn, ngủ, giúp các em nhỏ tĩnh tâm và thư giãn.